Chào mừng các bạn quay trở lại website Vũ Hà đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về tư duy áo thun, về mẫu quất, đó là lớp thôi. Độ khó thiết kế mình đánh giá là trung bình, scale sản phẩm rất là dễ và những cái ngách mà để mình scale rất là lớn. Ví dụ như là ngành nghề, sở thích và nhân vật nổi tiếng trong phim. Và dưới đây là một số ví dụ tại sao như thế. Ở đây họ bán cho những cái người yêu thích nhân vật trong bộ phim là Grey's Anatomy. Bạn nào mà chưa biết về bộ phim này thì các bạn có thể tìm ở trên Google. Đây, bộ phim truyền hình bên Mỹ, 6.400 lượt like, 2.500 lượt chia sẻ và 1.100 lượt comment. Và dưới đây họ bán cho những người yêu thích nhân vật trong phim Supernatural. Các bạn có thể tìm hiểu trên Google đây, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và họ chỉ cần đưa nhân vật vào trong chữ thôi, 2.600 lượt like. Ở dưới đây là một trong những mẫu thiết kế mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, là một trong những cái mẫu mà người ta đang bán tốt vào năm 2020. Đó. Cũng là từ mẫu quất ở trên, nhưng mà họ đã kết hợp giữa bông hoa hướng dương và kết hợp với cái biểu tượng là của người Mexico, là biểu tượng đầu nâu, kèm theo là hút cần. Đó. Thời điểm gần đây họ kết hợp rất nhiều bông hoa hướng dương vào thiết kế của họ để tạo ra một cái trend đặc biệt. Đến thời điểm hiện tại vẫn là bông hoa hướng dương. Và cái ý nghĩa của bông hoa hướng dương á, thì nó giống như là ánh sáng mặt trời, tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt, sự vui vẻ đầy dịu dàng khi là người nào mà mặc áo này trên đây. Đó. Các bạn có thể tìm hiểu sơ qua ở trên Google. Và họ đã kết hợp với đầu nâu, một những trong những cái biểu tượng mà của người Mexico, lễ hội của người chết á, lễ hội người chết, các bạn có thể tìm hiểu thông qua lễ hội người chết ở trên Google. Và kết hợp với cái lá cần sa ở đây, đó, kết hợp nhiều kiểu, vừa chen, vừa một cái tập của nhóm người nào đó và vừa một cái sở thích nào đó, đó người ta kết hợp vào, người ta bán là 16.000 like, rất là tốt. Ở dưới đây là cái mẫu ngày xưa thôi, mình không có đề cập chuyên sâu về mẫu này bởi vì cái mẫu này cũng đơn giản, họ cũng là cái mẫu thiết kế về chó thôi, nhưng mà người ta thêm những cái tai nghe hoặc là ống tiêm vào trong đây, giống như là bán cho những người yêu thích và có ngành nghề về chữa trị cho những cái động vật như chó mèo đây này. 25.000 like và 2.200 lượt chia sẻ, 1.900 lượt comment. Ở dưới đây họ bán cho những cái fan hâm mộ của bộ phim nổi tiếng, đó là Walt Disney, và đặc biệt đó là nhân vật Mickey, đã có biểu tượng các bạn có thể nhìn quen chưa, 1.300 lượt like. Ở dưới đây thì họ bán cho những cái người mà yêu thích hút cần sa, và cũng là một trong những cái mẫu bán tốt trong thời điểm tháng 3 2020, cái thời điểm mà mình chụp gần nhất là 58k like, nhưng mà cách đây vài hôm mình có xem lại thì đã đạt được khoảng 90k like rồi, có nghĩa là cái mẫu này bán rất là tốt. Rồi người ta cũng kết hợp với cái mẫu trend hiện tại, đó là bông hoa hướng dương, và kết hợp với cái mẫu lá cần sa là sở thích của họ. Đó, người ta bán kết hợp như thế, vừa trend và vừa sở thích. Thì ngoài ra các bạn có thể kết hợp với nhiều ngách khác nhau, ví dụ là baseball, basketball, swimming, hoặc là ngành nghề polish, lót, hoặc là ngành nghề về một cái thứ gì đó, một nhân vật xã hội nào đó, các bạn có thể thay thế bằng cái bông này, thay thế bằng, hoặc là nếu mà cao tay hơn thì các bạn có thể kết hợp ba thứ một lúc như thế này, kết hợp ba thứ một lúc, vừa bông hoa hướng dương là chen này, sau đấy là kết hợp đến một cái nhóm người nào đó, một cái đất nước nào đó, Iris chẳng hạn, có một cái biểu tượng nào đó liên quan, cắt một nửa ra và một cái sở thích nào đó của họ, bán kết hợp cũng bán tạo được cái trend rất là tốt. Tuy nhiên cái này sáng tạo hơn một xíu và có một xíu design nên mình đánh giá nó là độ trung bình. Ok, cái bài này nó chỉ có thế này thôi. Bạn nào mà thấy hay và có ích thì các bạn cho mình một like và một share, kèm theo dõi những cái video tiếp theo của mình cũng như ủng hộ mình trong những video tương lai. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.